Bây giờ yêu cầu có ông yêu cầu người đi ra đường không phải là yêu 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 mà đó. Khoan khoan. Cứ đừng vào đây. Nó này có bao nhiêu chưa? Ngày 10 tháng 8, Ủy ban Nhân dân phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa, Vũng Tàu đang xác minh danh tính của 4 người có dấu hiệu say xỉn trên một ô tô khi ra đường không có lý do, không xuất trình được giấy tờ. Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 9 tháng 8, tổ công tác làm nhiệm vụ phòng chống dịch của phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu phát hiện một xe hơi biển số thành phố Hồ Chí Minh đi trên đường Xô Viết Nghệ tỉnh nên dừng để kiểm tra giấy tờ. Trên xe lúc này có 3 nam, 1 nữ. Cả 4 người này đều không xuất trình được giấy tờ chứng minh lý do chính đáng ra đường vào thời điểm đó, đồng thời có dấu hiệu say xỉn. Lực lượng chức năng đã yêu cầu cả 4 người xuống xe để làm việc. Người phụ nữ liền văn tục, chửi lực lượng làm nhiệm vụ. Khi lực lượng chức năng ghi biên bản vụ việc, người đàn ông đi cùng gác chân lên ghế bên cạnh, kéo khẩu trang xuống hút thuốc. Sau đó được yêu cầu đeo lại khẩu trang. Người đàn ông này liền nói cao lắm bao nhiêu đây 50 triệu, làm đê gì nhiều. Một người còn cười nhạo tiếp lời nói đừng gửi giấy về nhà là được, hãi lắm, kinh lắm. Mặc dù được lực lượng chức năng liên tục nhắc nhở nhưng nhóm người này tỏ ra bất hợp tác, cười nói đùa cợt. Cảnh sát giao thông công an thành phố Vũng Tàu đang tuần tra kiểm soát trên địa bàn phát hiện vụ việc đã đến phối hợp giải quyết. Qua kiểm tra, tài xế có nồng độ cồn lên tới 0,737mg trên 1 lít khí thở. Cảnh sát giao thông đã tạm giữ xe ô tô để xử lý theo quy định. Bước đầu 4 người trong nhóm này khai tên LVT 58 tuổi, tài xế lái xe, THTR, 42 tuổi, VDD, 25 tuổi và HGTH, 25 tuổi, cùng trú tại thành phố Vũng Tàu. Theo lãnh đạo phường Thắng Tam, do những người này thời điểm bị lập biên bản không mang theo giấy tờ nên nghi ngờ khai man danh tính, do đó cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ. Những ngày vừa qua, tình hình dịch tại thành phố Hồ Chí Minh đang diễn biến phức tạp với số lượng ca mắc COVID-19 cao. Vì vậy, để hạn chế mầm bệnh lây lan và đảm bảo người dân thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, các tổ tuần tra kiểm soát dịch bệnh đã lập chốt chặn tại nhiều quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh để nhắc nhở, xử phạt các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, dù dịch bệnh căng thẳng nhưng nhiều người dân vẫn chủ quan, tỏ thái độ chống đối, vi phạm quy tắc phòng chống dịch. Như mới đây, đoạn clip ghi lại hình ảnh người phụ nữ chở theo con nhỏ chạy xe máy trên đường phố ở thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian giãn cách xã hội nhưng không đeo khẩu trang và không đội mũ bảo hiểm được chia sẻ khiến nhiều người bức xúc. Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, khi phát hiện người phụ nữ chạy xe máy vi phạm quy tắc phòng chống dịch, đồng chí cảnh sát giao thông đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Sau khi tấp xe vào lề đường, đồng chí cảnh sát giao thông đã hỏi, sao chị lại đi ra đường, khẩu trang của chị đâu, chị có đeo trên miệng hay không? Khi được yêu cầu kiểm tra giấy tờ, người phụ nữ hạ chân trống, ngồi vắt vẻo trên xe trả lời không đem theo giấy tờ. Lúc này, một đồng chí cán bộ liền hỏi, chị có biết dịch bệnh như thế nào không? Ngày nào chị cũng đi qua đây hết ấy. Người phụ nữ liền viện lý do là đi mua đồ. Anh ơi, em đã nói với anh là em đi mua đồ rồi, chứ biết làm sao giờ anh. Tuy nhiên, đồng chí cảnh sát giao thông vẫn bình tĩnh giải thích, theo quy định là chị phải đeo khẩu trang. Mũ bảo hiểm của chị đâu, chạy xe mình phải đội nón bảo hiểm chứ. Nhưng người phụ nữ khăng khăng, đi ra đường có phải đội nón bảo hiểm đâu anh, chạy xe đội nón bảo hiểm làm cái gì anh. Thấy người phụ nữ liên tục phản bác, không chấp hành quy định, đồng chí công an không quên khuyên, chị là mẹ của cháu ạ, mình phải làm gương cho cháu. Nhưng người phụ nữ này vẫn không cho là đúng, nâng cao giọng nói, anh ơi, em đã nói với anh rồi em đi mua đồ, giờ ở đâu cũng đóng cửa hết. Khi liên tục được nhắc nhở việc cần đội nón bảo hiểm, thì người phụ nữ liền phản bác, đây là đi đường trong thành phố chứ không phải ở ngoài. Chưa hết, khi bị hỏi đến việc đeo khẩu trang, người phụ nữ liền chỉ xuống xe máy và nói, khẩu trang đang đè, nhưng mà ngợp quá, đeo vô em cảm giác em khó chịu. Sau một lúc đôi co, đồng chí công an vẫn kiên nhẫn giải thích, đây là ý thức bảo vệ cộng đồng, lỡ chị lây lan dịch bệnh cho cộng đồng rồi sao, rồi chị lây virus thì sao. Thế nhưng người phụ nữ vẫn lấy lý do khó thở để bao biện cho việc không đeo khẩu trang của mình. Em cảm thấy em ngợp rồi sao, xưa giờ đâu có virus đâu, nếu mà từ trước giờ có thì đã có từ lâu rồi. Em đeo em cảm nhận là bị ngợp nên em đeo không có được. Anh đeo anh cảm thấy không ngợp thì anh cứ đeo. Sau một hồi giải thích nhưng người phụ nữ này vẫn cãi chày cãi cối, đồng chí công an đành bất lực và nói, thôi không cần phải nói, đợi ra phường rồi xử lý. Chứng kiến hành vi chống đối, lơ là các quy định phòng chống dịch bệnh, một người đàn ông đứng bên đường tỏ ra bức xúc, liền lớn tiếng nói, bà vào coi cảnh người chết nằm kia kìa. Dẫu vậy, người phụ nữ vẫn cố cãi lại cảnh người chết là do người ta bệnh. Người ta không lo cho sức khỏe người ta đang hoàng nên người ta mới bệnh. Ngày 10 tháng 8,
bà Nguyễn Võ Uyên Linh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh cho biết công an phường này đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị N.T.N., 35 tuổi, tạm trú quận 4 về các hành vi không đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm, không xuất trình được giấy chứng minh nhân dân căn cước công dân, giấy tờ xe, bằng lái xe. Công an phường đã tạm giữ phương tiện, lập biên bản và đề xuất Ủy ban Nhân dân phường Cầu Ông Lãnh xử phạt các hành vi trên với tổng mức phạt là 2,6 triệu đồng. Đáng chú ý, mới cách đây chưa lâu, khuya ngày 31 tháng 5, chị N cũng lớn tiếng với lực lượng chức năng tại cửa hàng tiện lợi trên đường Tôn Đản, phường 13, quận 4 về việc nhắc nhở chị này đeo khẩu trang trong lúc dịch bệnh. Chị N sau đó bị Ủy ban Nhân dân phường phạt 13 triệu 200 nghìn đồng về hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế và 350 nghìn đồng về hành vi gây rối trật tự công cộng và không xuất trình giấy, tờ tùy thân. Như vậy, với cùng một lỗi vi phạm, chỉ trong hơn 3 tháng, chị N bị xử phạt 2 lần với tổng số tiền phạt 16 triệu 150 nghìn. Không phải vào đâu à? Bây giờ văn hóa này chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ 17 của An Ninh Hồ. Bây giờ ra đường, ông nhớ, phải có mục đích thiết yếu. Mục đích của tôi là đi công việc của tôi, tôi không phải can. Biến phức tạp của dịch bệnh, Hà Nội đang tăng cường các điểm chốt chặn để hạn chế tối đa sự đi lại của người dân. Thế nhưng, bên cạnh phần lớn người dân đều có ý thức tốt thì vẫn còn những hiện tượng cố tình chống đối. Mới đây, một đoạn clip được cắt từ phóng sự của truyền hình VOV đang được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ trên các hội nhóm và nhận được sự quan tâm lớn. Theo hình ảnh phóng sự ghi lại, một cụ ông 80 tuổi đi xe đạp ra đường không có mục đích thiết yếu. Lực lượng chức năng giữ lại, cụ ông liền lớn tiếng nói, không phải vào đâu cả, mục đích của tôi là đi có việc của tôi không phải khai gì cả. Mặc dù chiến sĩ công an vẫn cố gắng bình tĩnh giải thích, mời ông vào đây làm việc, ông không đi được đâu ạ. Nếu ông không đồng ý, chúng con buộc phải lập biên bản xử lý ông đấy ạ. Tuy nhiên, ông cụ vẫn tỏ ra thái độ chống đối, thậm chí thách thức lực lượng chức năng. Đấy, cứ lập đi. Đáng nói, sau một hồi đòi bỏ đi không được, đối tượng bất ngờ vứt xe đạp và nằm lăn ra đường, trước đầu xe ô tô vô cùng nguy hiểm. Lực lượng chức năng sau đó đã phải lập rào chắn, ngăn các phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn cho cụ. Được biết, vụ việc xảy ra vào sáng ngày 9 tháng 8, tại một chốt kiểm soát ở phường Cửa Nam, quận Hoàng Kiếm. Theo phóng sự của truyền hình VOV cho biết, cụ ông nhà ở phố Thái Thịnh muốn đi thăm ông chú bị ốm nặng ở phố Hàng Rươi. Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng yêu cầu ông thông báo cho người nhà đến đón, nhưng ông không đồng ý. Sau khi tuyên truyền một loạt các quy định về phòng chống dịch và mức độ nguy hiểm của virus SARS-CoV-2 thì ông mới đồng ý đạp xe quay về nhà. Đến hiện tại chưa rõ câu chuyện sẽ đi về đâu, thái độ gây rối sẽ bị xử phạt như nào, nhưng có một điều chắc chắn rằng cách hành xử thiếu ý thức của ông cụ bị dư luận lên án. Đeo kính khẩu trang thì cụ cũng biết tình hình dịch bệnh thế nào rồi, nhưng cụ vẫn đi, vẫn cãi cùng. Đó là chỉ vì bản thân, không phải vì tập thể rồi. Anh công an xử lý quá ổn rồi, nhẹ nhàng, không trách mắng quá vì cụ cũng lớn tuổi rồi. Còn về phía cụ, mong cụ rút kinh nghiệm, dịch bệnh lực lượng chức năng đã mệt mỏi khổ lắm rồi. Mỗi người có ý thức một tí chứ. Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh một cụ ông tay lăm lăm cầm mũ cối, vừa buông lời chửi tục tiểu vừa dọa đánh một chiến sĩ công an tại chốt kiểm dịch. Đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội khiến dân mạng vô cùng bức xúc, nhất là khi cụ ông đã 90 tuổi. Theo nội dung đoạn clip ghi lại cho thấy, một cụ ông đi xe đạp điện bị chốt kiểm dịch giữ lại do vi phạm chỉ thị giãn cách. Thế nhưng người này không những không chấp hành, còn liên tục buông lời chửi bới tục tiểu, bức xúc. Mày định ăn trộm xe tao à? Tao đánh vào cái mặt mày đấy. Lúc này, những người đứng chứng kiến đã cố gắng khuyên bảo ông cụ. Ông phải xem TV nhiều vào, nghe đài nhiều vào. Bây giờ đang dịch Covid, dịch bệnh, giờ không được ra ngoài đường. Thế nhưng, ông cụ vẫn không hợp tác, liên tục dùng từ ngữ thô tục, chửi bới lực lượng chức năng. Trong khi đó, chiến sĩ dân quân đứng đó vẫn bình tĩnh, mời ông cụ về công an làm việc. Cháu là cháu nói cháu mời ông về công an làm việc. Thôi ông chấp hành đi. Những người chứng kiến đã can ngăn, khuyên nhủ nhưng cụ ông vẫn bức xúc chửi bới, chống lại lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Đáng nói, ông cụ còn định dắt xe rời đi, bị chặn lại ông này quát to tiếng. Mày mà động vào xe tao tao đấm mày, mày định lấy trộm xe à? Tao cho một phát vào mặt mày ngay, mày đòi dọa tao à? Tao 90 tuổi đầu rồi, mày tưởng tao sợ mày à? Đến 100 người đến đây cũng thế thôi, mày gọi điện đi, nào mày định dọa gì tao nào? Già 90 tuổi đầu rồi mà còn sợ trẻ con. Bức xúc hơn cả, sau đó ông cụ này đã đấm thật mạnh vào tay chiến sĩ công an khi người này đang cố chặn hành động bỏ đi.
Sau đó đối tượng đánh vào cổ, vào người, gạt rơi mũ của chiến sĩ công an xuống. Ngay sau khi đăng tải, hành động của cụ ông này đã khiến dân mạng vô cùng phẫn nộ và bức xúc. Bởi lẽ cụ ông lợi dụng tuổi tác của mình, không những không chấp hành đúng chỉ thị, lại buông lời chửi bới thô tục, thậm chí đánh cả công an. Hiện sự việc này vẫn đang được dân mạng rần rần chia sẻ và bình luận.